Xin chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay, công ty Mark Home chúng tôi rất vui khi có dịp được về thăm nhà chị Liên tại Thủy Nguyên, Hải Phòng. Một công trình cấp 4 mái thái do công ty Mark Home chúng tôi thiết kế và thi công trọn gói. Và bây giờ xin mời mọi người theo chân tôi vào tham quan ngôi nhà. Phía sân trước của ngôi nhà, chúng ta sẽ thấy sân trước được ốp bằng gạch hoa 50x50. Và đây là loại gạch chống trơn giúp cho việc sinh hoạt, việc đi lại của chúng ta vào những ngày mưa sẽ an toàn hơn. Phía trước sảnh chính của ngôi nhà được thiết kế với bậc ngũ cấp. Bề mặt bậc là 30cm, được ốp toàn bộ bằng đá granite, mang tới tính thẩm mỹ cao cho ngôi nhà. Bước lên phía sảnh chính của ngôi nhà, như mọi người đã thấy, kỹ sư của chúng tôi đã thiết kế hai cột trụ tròn ở phía hai bên. Điều này đem lại sự vững chắc và tính thẩm mỹ cao cho ngôi nhà. Về phía cửa chính của ngôi nhà được chúng tôi sử dụng chất liệu gỗ lim Nam Phi. Gỗ lim Nam Phi sẽ khiến cho ngôi nhà chúng ta trở nên sang trọng hơn và chắc chắn hơn. Hiện tại thì ngôi nhà đang trong quá trình sơn bả nên là chúng tôi chưa lắp được cửa vào. Bước vào phía bên trong của ngôi nhà, chúng ta sẽ thấy đây là một không gian rất là rộng. Phía bên tay trái tôi đây sẽ là phòng khách chính và phía bên phải đây là gian bếp. Phòng khách sẽ được thiết kế với diện tích là khoảng 20m² và phòng bếp là khoảng 18m². Mục đích của chúng tôi thiết kế phòng khách và phòng bếp thông nhau này để tạo cho chúng ta một cái không gian nhìn rất là thoáng, rất là rộng. Ngay tại vị trí tôi đang đứng, sau này sẽ được bắn hệ lam gỗ và phân chia không gian của phòng khách và phòng bếp ra. Phía bên trong đây là một nhà vệ sinh chung và hiện tại thì những thiết bị vệ sinh thì chưa được chúng tôi đưa vào. Phía bên này được thiết kế với một phòng ngủ master, phòng ngủ chính và có diện tích là 14m². Tại đây chúng tôi đã để sẵn một vị trí để thiết kế một tủ âm tường đựng quần áo. Bên tay phải tôi đây sẽ là giường ngủ. Và phía trước đây sẽ được thiết kế với TV hoặc là tủ sách. Nhà vệ sinh của phòng ngủ master sẽ được thiết kế với diện tích là 5m² và hiện tại thì các thiết bị vệ sinh chúng tôi vẫn đang trong quá trình chuẩn bị và chưa được đưa vào. Tiếp theo phía bên này sẽ là một phòng ngủ đơn. Phòng ngủ đơn cũng được thiết kế khá là giống với lại phòng ngủ master. Vị trí này cũng được lắp tủ âm tường để quần áo. Phòng ngủ đơn được chúng tôi thiết kế thêm một cửa sổ rất là lớn hướng ra ngoài. Việc thiết kế nhiều cửa sổ thế này sẽ giúp cho chúng ta lấy gió tự nhiên tốt hơn và lấy sáng tốt hơn. Toàn bộ hệ cửa sổ và cửa thông phòng chúng tôi sẽ sử dụng nhôm hệ sinh pha. Vậy là tôi vừa giới thiệu sơ qua cho mọi người về ngôi nhà cấp 4 mái thái tại Hải Phòng. Mặc dù anh chị chủ nhà đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài, nhưng lại tin tưởng và giao cho chúng tôi việc thiết kế và thi công trọn gói ngôi nhà của mình. Nếu như mọi người cũng có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói ngôi nhà như thế này, có thể liên hệ với chúng tôi qua số hotline của công ty ngay phía bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.